cho anh à, như Rồi là có rồi rồi ghi rồi, ghi rồi, anh yên tâm, ghi rồi mà. không có ghi Có ghi, có à, ghi, rồi rồi ghi ghi rồi, có rồi, ghi thấy rồi. rồi, bên em ghi chứ đúng không anh? Dạ em có ghi, em có bật cái chế độ ghi á. À, em ghi đi rồi nữa em chuyển video này lại cho anh để sau này anh coi lại á. Dạ Ok 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 rồi, cho bạn bạn danh demo đi ạ. À. dạ ok rồi chắc em bắt đầu luôn anh nha. Dạ À, bắt đầu đi em. thì em giới thiệu sơ là cái nền tảng Ad Online á, là nền tảng quản trị nhân sự toàn diện. Thì đây là một cái hệ thống mà tất cả những cái vấn đề mà liên quan tới nhân sự của một doanh nghiệp được giải quyết, từ cái bài toán tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, rồi công lương, rồi quản lý về cấp phát tài sản thiết bị, rồi quản lý về giao việc, quản lý tất cả những đề xuất của một doanh nghiệp thì được số hóa toàn bộ trên hệ thống Ad Online này. Thì chắc là em sẽ giới thiệu từng cái phân hệ. Thì tổng quan á, Ad Online nó chia làm ba cái phân hệ chính. Một là phân hệ Workspace. Thì đây là những cái tính năng mà nó cung cấp những cái tiện ích và những cái công việc mà nhân viên hay sử dụng nhất. Và thứ hai là phân hệ về HRM. Thì đây là liên quan tới chức năng của nhân sự. Nó sẽ bao gồm tất cả những vấn đề liên quan tới nhân sự. Rồi cuối cùng, phân hệ cuối cùng là system. Thì như mình đã biết á, thì trong cái nhân sự á, thì nó tổng cộng á, là nó chia làm 6 cái gọi là cái thành phần chính. Cái thành phần đầu tiên á, là thành phần về tuyển dụng, là cái đầu vào của một doanh nghiệp, tức là về tuyển dụng con người. Rồi tiếp theo á, là cái vấn đề thứ hai, đó là vấn đề về số hóa toàn bộ tất cả những thông tin hồ sơ liên quan tới một nhân sự, là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba đó liên quan tới phúc lợi, là C&B, tức là liên quan tới công lương. Rồi vấn đề thứ tư á, là liên quan tới gọi là đào tạo phát triển, tức là định hướng lộ trình phát triển cho một nhân viên, là liên quan tới đào tạo, e-learning. Vấn đề thứ năm á, là liên quan tới đánh giá hiệu suất, là liên quan tới về giao việc, đánh giá hiệu suất nhân viên nó có làm việc hiệu quả hay không. Rồi tiếp theo vấn đề thứ sáu là vấn đề về văn hóa doanh nghiệp, tức là làm sao để cho doanh nghiệp có một cái công cụ để gọi là thúc đẩy cái văn hóa doanh nghiệp, để xây dựng một doanh nghiệp mang tính gọi là đoàn kết và kết nối thông tin một cách nhanh chóng, kịp thời. Thì đó là 6 vấn đề. Thì dựa trên 6 vấn đề đó thì Ad Online mới thiết kế ra hơn 100 chức năng với 12 module để giải quyết 6 cái vấn đề của nhân sự. Thì 6 vấn đề nó gần như nó bao bao trùm tất cả những gì liên quan tới một một tổ chức doanh nghiệp về gọi là quản lý về nhân viên. Thì chắc giờ em sẽ đi cụ thể chi tiết từng cái phân hệ một. À, cái đầu tiên á, là cái gọi là cái số hóa về sơ đồ tổ chức. Cái này là cái mà Quay chưa? Em quay. Bấm cái này chắc nút đi. là em nghĩ là mình quay trên cái màn hình một cái nữa đây nên Quay cái nữa đi em. đúng rồi, tắt lại chứ không là nó sẽ. Rồi cái đầu tiên là về cái số hóa nhân sự, số hóa về dữ liệu, thì nó sẽ sinh ra được cái sơ đồ cây như thế này. Thì cái sơ đồ cây này là một sơ đồ động, thì nó rất là phù hợp để mình quản lý một cái công ty mà nó có nhiều phòng ban, nhiều cơ sở, nhiều chi nhánh đó, thậm chí là theo mô hình tập đoàn thì cái này nó vẫn quản trị cực kỳ tốt. Tức là một công ty có nhiều công ty con ở dưới thì nó sẽ quản lý theo từng cái thành viên và nó phân tích chi phí được. Đây là sơ đồ tổ chức. Rồi tiếp theo là quản lý về số hóa về cái hồ sơ dữ liệu nhân viên. Thì trong này nó sẽ có tất cả những gì liên quan tới một cái hồ sơ nhân viên. Ví dụ như danh sách nhân viên. Thì đây là mình sẽ quản lý được, biết được thông tin một nhân viên nó như thế nào. Thì nó sẽ chứa tất cả những thông tin liên quan tới cơ sở dữ liệu liên quan tới nhân viên. Thì ở đây nó có một đặc thù á, là nó cho phép mình định nghĩa thêm những trường dữ liệu mà hệ thống chưa có. Tức là ví dụ như trong này nó mặc định là từng này trường, nhưng mà có một số cái doanh nghiệp nó sẽ có những cái trường dữ liệu khác nữa, thì cái hệ thống này cho phép mình thêm được trường dữ liệu nữa. Tức là đây là cấu trúc động. Rồi tiếp tục đây là một số cái thông tin liên quan tới hồ sơ, bằng cấp, những cái quyết định năng lực đó, tài sản, hay là quản lý về công việc, quản lý về phép năm, quản lý về phân quyền. Thì đây là vào một một nhân viên thì mình sẽ thấy toàn bộ tất cả những thông tin liên quan tới một nhân viên.
Rồi tiếp theo đó là trong cái doanh nghiệp đó, là nó sẽ có cái hợp đồng lao động, tức là nó sẽ quản lý hợp đồng lao động, kể cả cái hợp đồng lao động này nó có thể ký số được, tức là nhân viên á là thông thường giờ hiện tại cũng một số doanh nghiệp đa phần là họ đang dùng gọi là in file giấy để ký, thì sắp tới thì hiện tại cũng có một số doanh nghiệp sản xuất á, là họ cũng đã chuyển qua mô hình là ký số luôn rồi, tức là nhân viên họ ký trực tiếp trên này luôn. Và lưu cái, tức là thay vì giờ mình sẽ không còn in cái file giấy ra để ký nữa, mà họ ký online luôn. Đó. Thì cái ký thì nó sẽ qua cái một quy trình ký, quy trình phê duyệt là ai ký, là nó mình sẽ thiết lập quy trình. Thì cái này nó giúp cho, do gọi là tương lai là sẽ không còn cái hồ sơ giấy nữa, đây là quản lý về thông tin lương, dữ liệu lương, hợp đồng chính thức, hợp đồng tiếng Việt đó, rồi thông tin về phụ cấp, rồi tất cả gì, những gì liên quan tới gọi là lương, thông tin lương là nó nằm ở trong hợp đồng. Tiếp theo là quản lý về bảo hiểm, thì đây là cái công cụ để mình quản lý về báo tăng, báo giảm hay là báo ngưng, hay là danh sách những nhân viên nào đang tham gia bảo hiểm, mức đóng là bao nhiêu, thì nó sẽ nằm trong này hết. Và cái này nó sẽ có thi theo từng pháp nhân này. Đối với những cái tập đoàn lớn thì nó có nhiều công ty thành viên, thì cái này nó cực kỳ hữu dụng để mình phân tích chi phí, phân tích theo từng cái pháp nhân. Đó. Đây là giờ về quản lý về bảo hiểm. Rồi tiếp theo á, là em nói về quản lý về đơn từ. Thì trong doanh nghiệp á, là nó sẽ có rất là nhiều loại đơn từ, là từ nghỉ phép này, bổ sung công này. Ví dụ như bổ sung công tức là khi mà nhân viên họ quên chấm công thì họ làm phiếu bổ sung công để bổ sung cái ngày công ngày hôm đó, hay là phiếu đi công tác, phiếu tăng ca, phiếu tạm ứng lương, phiếu đề xuất. Phí đề xuất này á, là nó sẽ chứa tất cả những đề xuất mà liên quan trong nội bộ của công ty, ví dụ phí điều xe hay là phí cấp cấp văn phòng phẩm, thì những cái này này là được cho phép doanh nghiệp tự định nghĩa, tức là doanh nghiệp mà tại vì mỗi doanh nghiệp nó sẽ có những loại đề xuất khác nhau, do đó nó sẽ không cố định, do đó là cái này là những cái form biểu mà cho phép doanh nghiệp tự định nghĩa cái form của mình, tự định nghĩa những cái đề xuất của mình, chứ nó không phải là cứng. Đó, thì cái này nó rất là phù hợp và nó linh động cho từng doanh nghiệp, và nó đáp ứng gần như là tất cả doanh nghiệp đều đáp ứng được theo cái mong muốn của họ, chứ không mình không phải cốt lại. Đây là những cái phí đề xuất. Thì những cái đơn từ này nó giúp cho doanh nghiệp cái gì? Tức là giảm thiểu hồ sơ giấy và phê duyệt online. Tức là ví dụ như trước đây á, là họ làm hồ sơ giấy lên rồi trình ký sống, rồi người quản lý, người phê duyệt phải nằm ở văn phòng thì mới ký được. Thì giờ khi dùng hệ thống này thì gần như tất cả những cái hồ sơ giấy nó được giảm hết, và họ ký online luôn, họ ký và phê duyệt online đó, thì nó rất là tiện, sếp có thể đi đi công tác ở Hà Nội hay là nước ngoài cũng có thể phê duyệt được đó. Và tất cả những dữ liệu này nó được số hóa hết trên hệ thống đó, giúp cho doanh nghiệp tiết giảm nhiều chi phí hồ sơ giấy. Đó là về đơn từ. Rồi tiếp theo em nói về cái chấm công, tức là nhân sự rồi, đơn từ rồi, và liên quan tới chấm công, tức là đi làm thì doanh nghiệp sẽ quan tâm tới cái chuyện công và lương, chấm công như thế nào, rồi bảng tổng hợp công như thế nào. Thì khi sử dụng hệ thống này thì chấm công nó sẽ được nhiều hình thức chấm công. Một là dữ liệu chấm công được real time từ cái máy chấm công, tức là máy vân tay ấy. Thì có một số doanh nghiệp phải dùng máy vân tay, thì dữ liệu khi mà quét đó thì nó đồng bộ trực tiếp trên SRI luôn, nó đồng bộ real time, mà cái này không phải là đơn vị nào cũng có. Rồi tiếp theo là chấm công bằng app mobile, tức là chấm công GPS, tức là nó xác định location của nhân viên nó đang ở đâu, và có nằm trong vùng bán kính cho phép hay không, có nằm trong vùng bán kính của văn phòng hay không. Thì nếu như nằm trong thì nó mới được gọi là được chấm công, còn nếu như nằm ngồi á thì nó sẽ không được chấm công. Thì đó là chấm công bằng GPS. Thì khi chấm công xong á thì dữ liệu tổng hợp công nó gần như nó real time, tức là nó sẽ tổng hợp cho mình là đi theo thời gian thực. Tức là đây là bảng công, và nhân viên họ có thể chết trong trực tiếp trên hệ thống luôn, chứ không cần phải gọi là như những hệ thống khác là phải chờ tới cuối tháng đó, họ phải thể gọi là chết công real time theo từng ngày. Nếu như ngày nào mà quay chấm công hay là đi trễ về sớm là họ biết ngay đó. Và cái này là bảng công gần như là nó tự động. Thì khi mà áp dụng cái này thì nhân viên mà C&B của một doanh nghiệp nó tiết giảm được thời gian rất là nhiều, gần như là 80 đến 90%. Đó, thì thay vì cái thời gian đó họ sẽ tập trung vào nâng cao về chất lượng đội ngũ, hay là tạo động lực, hay là phát triển về đào tạo đánh giá gì đó, còn về cái công việc C&B hay là đơn từ thì hệ thống giải quyết gần như 90%, nó tiết kiệm được, tại vì nó tự động hóa.
Thì cái này nó rất là minh bạch, bảng ông tăng ca, bảng ông chi tiết nó đều có hết tất cả mọi cái thông số này. Rồi tiếp theo công xong á, sau khi công xong á thì nó sẽ liên quan tới lương. Lương thì mình sẽ có những khoản cộng trừ, là ví dụ như là khen thưởng này, kỷ lục này, tạm ứng, truy thu, truy lãnh, lương theo sản phẩm. Thì khi mà có cái những cái khoản đó thì mình sẽ đưa vào hệ thống. Thì sau đó mình sẽ được ra bảng lương. Thì cái bảng lương này mình sẽ cho cấu trúc theo nhiều cấu trúc bảng lương khác nhau. Ví dụ mẫu cấu trúc nó sẽ áp dụng cho một đối tượng khác nhau. Ví dụ như là bảng lương của sale thì nó sẽ là cấu trúc khác. À, bảng lương của khối văn phòng là cấu trúc khác chẳng hạn. Tại vì ví dụ bảng lương của xe thì nó có hoa hồng chẳng hạn, bảng lương văn phòng thì không có, thì mình có thể tách ra hai cấu trúc cũng được đó. Mẫu cấu trúc thì áp dụng cho những cái đối tượng phòng ban hay là chức danh khác nhau, và mỗi cái bảng lương này mình có thể tự định nghĩa ra cái cấu trúc bảng lương động, tức là cái này là nó là cấu trúc động luôn, tức là cho mình nghĩa tùy biến theo từng cột, tức là thêm cột bớt cột cũng được, mà áp dụng công thức Excel, tức là Excel nó tính như thế nào thì trên này nó tính y chang vậy, mà nó tự động hóa được, tức là lương nó tính tự động luôn. Tức là nhân viên họ có thể làm tới ngày hôm nay họ có biết được, họ có thể biết được là tổng cái lương của họ là bao nhiêu rồi đó. Và nếu như sau này mình kết hợp với là cái chuyện tạm ứng lương thì nó sẽ giới hạn là tạm ứng không vượt quá cái số 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 lương mà tạm tính tới thời điểm hiện tại đó. Thì tất cả những cái cột này là như Excel hết, và mình cấu trúc được công thức là gọi là cộng trừ nhân chia sum if đều được hết đó. Những cái cầu này mình định nghĩa, do đó là khi mà mỗi công ty nó sẽ có cấu trúc khác nhau thì tự mình định nghĩa cái này gần như nó tương đồng 100% với lại cái bảng lương hiện tại của doanh nghiệp, và cái này mình có thể xuất ra được file đi lương theo ngân hàng, y chang format bên ngân hàng để mình đi lương hay là lương. Cái này mình có thể tổng hợp theo phòng ban này, theo chức danh này, rồi theo pháp nhân này, cái này tổng hợp. Đó, thì để mình biết được là cái tổng lương của từng pháp nhân, từng phòng ban, từng chức danh là bao nhiêu, thì cái này là mình sẽ tối ưu được hết. Thì đây là cái công lương, thì khi mà áp dụng cái hệ thống này thì công lương nó tiết giảm cái bộ phận C&B á, nó giảm được cái thời gian làm là 90%. Tức là ví dụ như khi chưa sử dụng hệ thống thì cái công lương này á, là tốn khá là nhiều thời gian cho cái bộ phận C&B của một doanh nghiệp, thì cái áp dụng cái này thì gần như nó giảm tới 90%. Thì cái thời gian đó thì các bạn có thể làm những cái công việc tuyển dụng, đào tạo hay là đánh giá để nâng cao cái chất lượng nhân sự. Đó là về công lương. Rồi tiếp theo em nói về cái tuyển dụng, module tuyển dụng. Thì module tuyển dụng đây là module đầu vào của doanh nghiệp. Đầu tiên á, là mình sẽ có cái định biên. Tức là khi mà một tổ chức hình thành á, thì thông thường họ sẽ xây dựng cái định biên. Ví dụ như là cơ cấu của một tổ chức là nó sẽ có bao nhiêu phòng ban. Đó. Bao nhiêu phòng ban, mỗi phòng ban là có bao nhiêu nhân sự, chức danh gì, rồi mô tả cái chức danh nó như thế nào, định biên cơ cấu nhân sự là bao nhiêu, thì mình sẽ có cái định biên. Thì từ cái định biên này á, thì họ sẽ làm cái nhu cầu tuyển dụng. Cái nhu cầu tuyển dụng tức là